Và Ngọc Đăng Thanh và anh Nam Lộc xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được chào đón và kính mời quý vị cùng bước vào chương trình Asia số 77, chủ đề dòng nhạc Anh Bằng và Lam Phương, để cùng vinh danh cuộc đời và sự nghiệp, đồng thời thưởng thức những sáng tác giá trị của hai trong số các nhạc sĩ khả kính nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Và thưa quý vị, bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay, nhạc phẩm Nhạc Rừng Khuya, vừa được các giọng hát chè của Trung tâm Asia trình bày gửi đến quý vị, là một trong số những ca khúc đầu đời của nhạc sĩ Lam Phương, được sáng tác vào năm 1953, khi ông vừa tròn 16 tuổi. Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, ông sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị, thật ra thì sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Lam Phương, một bản tình ca có tên là Chiều Thu Ấy,
đã được phổ biến vào năm 1952. Nhưng hầu hết những nhạc phẩm của ông tiếp nối vào thời điểm đó đều tràn ngập hình ảnh quê hương và mang đầy tình tự dân tộc như Khúc Ca Ngày Mùa, Nắng Đẹp Miền Nam, Đoàn Người Lữ Thứ, v.v. Và trong lúc nhạc sĩ Lam Phương đang hăng say sáng tác tại miền Nam Việt Nam thanh bình của chúng ta, thì ở miền Bắc, nhạc sĩ Anh Bằng đang phải chịu cảnh tù đầy tại trại Lý Bát Sơ, một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất do Việt Minh dựng lên để giam giữ và đầy ải các nhà cách mạng cùng những người không đi theo chủ thuyết cộng sản. Mãi cho đến ngày ký kết Hiệp định Geneva chia đôi đất nước thì ông mới được thả ra và cùng gia đình di cư vào Nam. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là Trần An Bường, sinh năm 1927 tại tỉnh Ninh Bình. Tuy lớn hơn nhạc sĩ Lam Phương khoảng 10 tuổi, nhưng vì không có cơ hội và hoàn cảnh để mà sáng tác, cho nên mãi cho đến năm 1957 thì ông mới cho ra đời sáng tác đầu tay của ông và ngay lập tức đã được mọi người yêu nhạc đón nhận một cách nồng nhiệt. Đó là nhạc phẩm Nếu Vắng Anh, cảm hứng từ bài thơ Cần Thiết của thi sĩ Nguyên Sa. Và bài hát này đã được trình bày lần đầu tiên cách đây hơn nửa thế kỷ về trước qua tiếng hát trong trẻo của nữ ca sĩ Lệ Thanh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức nhạc phẩm Nếu Vắng Anh qua giọng hát truyền cảm của nữ ca sĩ Lệ Thu. Trong chiều lộng gió, nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố, nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về, kề bóng em ven sông chiều chiều gọi tên người yêu. Nếu vắng anh ngồi gần em thêm hương nồng đêm giá, nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má, nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười, làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời chan chứa mộng đời. Chưa thái bình trên khắp nơi, anh đi vì nguồn sống, vì ngày mai, vì tự do, liều thân tranh đấu. Có những đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến, nhớ đến anh ngoài hùng sông pha gian nguy vòng chinh chiến, phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu, mộng ước quê hương thôi hận sầu ta sớm gần nhau. Anh đi vì mùa
nguồn sống, vì ngày mai, vì tự do, liều thân tranh đấu. Có những đêm âm thầm nghe tin vang xa ngoài tiền tuyến, nhớ đến anh oai hùng sông pha gian nguy vòng chinh chiến. Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu, mộng ước quê hương thôi hận sầu, ta sớm gần nhau. Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu, mộng ước quê hương thôi hận sầu, ta sớm gần nhau. Thì dân xin chào anh Nam Lực và xin kính chào tất cả các khán giả của Trung tâm Asia. Hello everyone. Vâng, chào cô. Kính thưa quý vị, nếu có dịp dở lại trang sử giá trị và phong phú của nền âm nhạc Việt Nam từ hơn 7 thập niên qua, thì chắc chắn người ta không thể không nhắc đến tên tuổi của anh Bằng và Lam Phương. Bởi vì đây là hai người nhạc sĩ đã không những dâng hiến cả cuộc đời cho âm nhạc, mà họ còn sống và có những sáng tác nổi trôi theo dòng thời gian cùng với những đổi thay qua các biến chuyển lịch sử của quê hương đất nước suốt hơn 60 năm qua. Khởi ti từ đầu thập niên năm 1950, khi quê hương đất nước phải đứt đoạn chia lìa, thì thưa quý vị, hơn 1 triệu người miền Bắc may mắn được di cư vào Nam, mang thân phận của một người ngậm ngùi, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm tự do. Nhạc sĩ Anh Bằng đã chia sẻ mối xúc động của mình cùng với người cùng hoàn cảnh qua nhạc phẩm Nỗi lòng người đi. Nói đến hai chữ di cư là đồng nghĩa với hai chữ đứt ruột. Đó là tôi ví như vậy. Những người di cư là những người mang tâm tư đứt ruột. Trên con đường bộ từ Hà Nội đến Hải Phòng, tôi thấy những người cán bộ lôi kéo xách tay của những người di cư với những tiếng rên xiết giả tạo. Mẹ ơi, anh ơi, chị ơi, em ơi, nước nhà độc lập rồi, sao nỡ bỏ quê hương mà đi? Họ giành giật và cấu xé đến nỗi có người di cư phải đành bỏ lại cái túi và vài cái quần áo rách để chạy lấy thân người. Ca khúc Nỗi lòng người đi được nhen nhúm sáng tác qua những hình ảnh tang thương đầy sống động của những bước chân người di cư. Chúng ta nên hiểu rằng đây là bước chân đầy hoảng loạn, đầy sợ hãi, nên phải gọi là cuộc trốn chạy di cư thì mới đúng. Chúng tôi bước chân lên con tàu có cái tên đáng sợ là tàu há mồm. Tàu há mồm chở tôi và những thai nghén của nỗi lòng người đi nhào lộn trên sóng gió của Thái Bình Dương và đã đặt chân di cư của chúng tôi lên bãi cát trắng của hải cảng Nha Trang thơ mộng. Trong khi đó là một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam, đang được sống an bình tại thành phố Sài Gòn. Nhưng trong hoàn cảnh phân ly đó, nhạc sĩ Lam Phương cũng cảm nhận được nỗi đau, niềm nhớ của một kẻ ly hương. Và ông đã gói trọn tâm tư của mình qua nhạc phẩm Chuyến đò vĩ tuyến. Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn trẻ lắm, là đã 10 rồi. Thì tôi đi học về, vô tình tôi coi tờ báo, thấy cảnh chia đôi đất nước và có cảnh quay
đồng bào mình ở Bắc, ngoài Bắc kiến trúc nha trên mấy cái tàu gọi là tàu hải môn để mà được chào Nam. Cái cảnh đó làm cho tôi xúc động vô cùng. Và cái đó là cái đầu tiên để làm tướng viết cái bài đó. Chứ tôi đặt mình tôi là người di cư lúc đó, tôi đã viết bài này bằng tất cả năm hồn tôi. Và đây là bài tôi đã nói vừa rồi, là bài Chứng Đò Dưới Tuyến. Và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lại hai ca khúc lịch sử nói trên qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền và nam ca sĩ Nguyên Khang. Tôi
tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, này khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi ngùi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Nhau biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi ngùi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên. Thưa quý vị, MC Bảo Trương. Bảo Trương xin kính chào quý vị khán thính giả và rất là hân hạnh tái ngộ cùng với quý vị và anh Nam Lộc trên sân khấu của Trung tâm Asia. Thưa quý vị, cái điệu này là ông Việt Dũng, ông ấy hầm tôi lắm đấy nha. Sao vậy anh? Tại vì ông thấy một mình tôi đi với ba cô mà không bị ông ấy giành. Và vâng thưa quý vị, thì tiểu sử của nhạc sĩ Lam Phương như là một trang sách mở rộng. Hầu như là ai cũng biết, ông sống trong cảnh đạm bạc từ khi còn rất bé. 10 tuổi, ông đã phải xa gia đình để đi ở trọ. Nhưng mà ông không ngại ngần. Ông bộc lộ, cũng như là diễn tả hết cái thân phận của mình qua một bằng một ca khúc rất là nổi tiếng. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Kiếp Nghèo. Bài hát mà không những chỉ có người nghèo,
mà cả người giàu có cũng đều yêu thích. Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, nhưng có một điều tôi cảm thấy hơi thắc mắc là cái ca khúc này lại được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác qua cái nhịp điệu tango. Thể điệu tango là một thể điệu rất là lạ lướt mà người ta thường nghe hàng đêm qua những vũ trường sang trọng. Và cũng trong thời điểm mà nhạc sĩ Lam Phương soạn ra nhạc phẩm Kiếp Nghèo thì nhạc sĩ Anh Bằng cũng đang sống trong hoàn cảnh của một người tị nạn vừa được di cư vào miền Nam Việt Nam. Thời gian đó thì cái nạn thực dân và phong kiến đôi khi vẫn còn xảy ra, nhất là đối với những kẻ đang nắm quyền lực trong tay. Mặc dù Tổng thống Ngô Đình Diệm đã áp dụng rất là nhiều biện pháp trừng phạt cũng như là cải cách về cái vấn đề mà gọi là thực dân phong kiến thời đó. Dạ vâng, thưa quý vị, thì trong một dịp tình cờ chứng kiến được một cảnh mà những kẻ mà có quyền thế thì hà hiếp những người dân thấp cổ bé miệng, thì nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác ra nhạc phẩm Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ. Và rất là ngẫu nhiên thì bài hát này cũng được soạn theo thể điệu tango. Tango, vâng. Thưa quý vị, tôi nghĩ là cả hai tác giả đều đang muốn gửi một cái thông điệp thầm kín nào đó đến cho những người thuộc cái tầng lớp thượng lưu và quyền thế hay chăng. Và nhạc phẩm Kiếp Nghèo đáng lý ra ngày hôm nay sẽ được trình bày bởi giọng ca hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy. Nhưng rất tiếc là vào giờ chót ngày hôm qua, chỉ bị đau nặng, đã phải đưa vào nhà thương cho nên không thể tham dự chương trình ngày hôm nay. Nhất là chị rất tiếc bởi vì đây là một ca khúc mà chị rất yêu thích và cũng được rất nhiều người yêu cầu nữ ca sĩ Thanh Thúy trình bày. Và thưa quý vị, thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Kiếp Nghèo qua phần trình bày của người MC duyên dáng của chúng tôi, đó là chị Ngọc Đăng Thanh. Và sau đó, Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ qua giọng hát của nữ ca sĩ Thiên Kim. Đêm nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, gặp gành đường đê tối tăm, ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngồi. Êm êm tiếng ngắt ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha, không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu, cúi xin người ban phước cho đời con một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng cốc trong đêm dài, đây ca nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng. Tiếng ngắt ngân nga, ôi lời mẹ hiền ru thiết tha, không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu, cúi xin người ban
cho đời con một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai, đây cả nỗi niềm biết ngày nào một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng, bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương, một vài cùng mây như chim hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vương sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng, còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô tình, yêu thương nhau trên đầu cành. Đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành. Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về, lệ đường bầy chim không thù không oán hát cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén nó say đùa vui, đâu biết chim ngậm ngùi. Người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng, bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương, một vài cùng mây như chim hoa trắng bay trong trời xanh, rất xinh và rất xinh. Kìa một bầy nai vương sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng, còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi. Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây, chim chết chim lạc bầy. Ngày hôm sau cũng nơi này, chim đang kêu vang gọi bầy. Nào ngờ bên gốc cây, người thợ săn hôm trước núp thân sau lùm cây. Chim yên tâm sống vô tình, yêu thương nhau trên đầu cành. Đạn vụt bay đến nhanh, cả bầy chưa tung cánh xác rơi trên đất lành. Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về, lệ đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe. Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén nó say đùa vui, đâu biết chim ngậm ngùi.
quý vị à, từ nãy đến giờ đó quý vị nghe chị Ngọc Đan Thanh hát nhạc phẩm Kiếp Nghèo có hay không quý vị? Và Thùy Dương biết đó là chị Ngọc Đan Thanh thuộc rất là nhiều nhạc phẩm của Lam Phương, và đặc biệt đó là chị hát những nhạc phẩm của Lam Phương rất là ăn rơ. Mà một điều nữa đó là, và cái này là Thùy Dương cũng mới biết thôi á, là chị Ngọc Đan Thanh với nhạc sĩ Lam Phương là rất là thân với nhau. Thì bây giờ đó em chỉ muốn hỏi chị đó là thân kiểu gì? Đơn giản vậy á. Em hỏi câu đó mà nói đơn giản đâu có được đâu. Thân mà thân kiểu gì thì thân thân như là anh em vậy thôi, đâu có gì. Quý vị có tin không ạ? Dạ thưa quý vị, cảm ơn chị Dương. Ngọc Đan Thanh đã có một thời gian làm việc chung với lại nhạc sĩ Lam Phương, làm chung với anh trước năm 1975 ở tiểu đoàn 50 Chiến tranh Chính trị. Và khi qua đến Mỹ thì Ngọc Đan Thanh cũng có gặp với anh hàng ngày. Gặp hàng ngày đây nó là tại vì Thanh làm chuyển âm, mà cái phòng chuyển âm đó là của Ánh Hằng, con gái của anh Lam Phương. Đó. Vậy vậy thì em xin hỏi là đó, nếu mà thân như thế vậy mà gặp nhau hàng ngày như thế vậy đó, thì có cái nét gì về nhạc sĩ Lam Phương mà mọi người không biết mà một mình chị biết không? Thật sự thì quý vị biết anh Lam Phương, ảnh là người ít nói lắm, mà ảnh bảnh trai nữa, mà ảnh cũng nhiều tình cảm nữa. Thanh nhớ có lần đi công tác ở Côn Sơn á, cái cảnh núi non nè, sông biển, rồi có ánh mắt của một người con gái nữa quyến luyến chia tay ảnh, đã tạo cảm hứng cho anh. Cho nên chỉ trong một đêm thôi, quý vị biết là ảnh đã sáng tác nên nhạc phẩm Phút Cuối. Wow. Không biết người con gái đó có phải là tên là Thanh không quý vị? Không phải. Nhưng mà chị không có được vô danh sách của ảnh đâu. Nhưng mà nếu mà chị nói như vậy có nghĩa là chú Lam Phương đó, bài hát nào chú cũng sáng tác với những cái cảm xúc, với cái tình cảm như vậy hả chị? Ồ, cái đó hả? Cái đó thì chút xíu nữa chị sẽ nói thêm. Bây giờ mời quý vị thưởng thức hai nhạc phẩm Tình Chết Theo Mùa Đông và Trăm Nhớ Ngàn Thương. Nhạc phẩm này ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát thần tượng Đan Nguyên và Hồ Hoàng Yên. Giọng nói ngày xưa nhiều hờn oan, đừng nhớ người ơi, 10 năm rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang trời buồn, người càng buồn cho mấy nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Một người đi, một người sầu, nhìn hoa úa buồn về màu, đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ bao thu rồi, nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này kỷ niệm ngày ta đã tìm về với nhau, rồi hôm nay tan mơ ước anh âu sầu em ơi. Thank you.
mắng chỉ câu thề, giận nhau sao không nói ra đi không một lời, để buốt ra tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời, làm sao tôi đến bên người. Bao giờ mây hồng đưa bước em xa, hay từ đây anh ra gian tình hơi trôn vào thiên thu. Người đến tìm tôi một đêm, anh sợ, em sợ những ngày biệt ly. Thưa quý vị, thưa với lại Thùy Dương, thì theo như bà Châu nghĩ đó, thì tình yêu dù có mong manh và dễ vỡ như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là một món quà vô giá, một đặc ân mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người, mà trong chúng ta dễ có mấy ai mà nhận được ân sủng này, phải không Thùy Dương? Thì thưa quý vị, bằng sự tinh tế và nhạy cảm của người nghệ sĩ tài hoa, nhạc sĩ Anh Bằng, phải chăng muốn gửi gắm qua nhạc phẩm Tình Là Sợi Tơ đến những người đã yêu, đang yêu, sắp yêu và muốn yêu, là hãy luôn trân trọng những giây phút yêu thương vô giá khi mà quý vị còn có thể. Thùy Dương có đồng ý không? Quý vị có đồng ý không ạ? Và thưa quý vị, khi mà yêu xong á, thì phải tiến tới hôn nhân. Thì kế bên Bảo Châu thì có một cô này vừa mới tiến tới hôn nhân mà phức tạp lắm thưa quý vị. Cô này sinh sống tại Úc, chồng thì sinh ra tại Canada. Đồng nghiệp và bạn bè đó thì làm việc ở Hoa Kỳ, nhưng mà tổ chức lễ cưới tại tận bên Pháp. Thì tại sao mà hôn lễ của em lại phức tạp như vậy? Em có thể chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, là Thùy Dương nghĩ rằng là tùy theo mình định nghĩa cái chữ phức tạp. Là bởi vì bên gái á thì đòi làm ở bên Úc, nhà trai á thì đòi làm ở bên Canada, còn bạn bè ấy thì cứ đòi làm ở nước Mỹ. Cho nên là tụi em nghe dạy xong sang Paris làm cho nó đúng. Mà đặc biệt đó là, thưa quý vị, là đối với Paris là một thành phố quá là đẹp mà Thùy Dương rất là yêu. Và nhất là trong thi văn, thi ca của Việt Nam của chúng ta cũng nhắc về Paris rất là nhiều. Và đặc biệt là đối với nhạc sĩ Lam Phương thì Paris có một chỗ đứng thật là đặc biệt với ông. Thùy Dương còn nhớ trong một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, ông ấy có viết rằng đường vào Paris có lắm nụ hồng, có tiếng thì thầm, nhưng anh chẳng cần, mình sống cho nhau. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức hai nhạc phẩm, đó là Tình Là Sợi Tơ và Mùa Thu Yêu Đương qua tiếng hát Sĩ Đan. Và đặc biệt nhất là ngày hôm nay xuất hiện bên cạnh Sĩ Đan, sau 10 năm vắng bóng trên sân khấu của Trung tâm Asia, Thùy Dương xin quý vị dành một tràng pháo tay thật là đặc biệt để chào đón sự xuất hiện trở lại của nữ ca sĩ Sheila. Thank you.
mắt không đem lại chuỗi ngày anh em. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, những lo mai sau tình trôi vào đắng cay. Tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Anh muốn đôi ta mãi như người tình, vui đời hẹn hò khi chen dòng suối, khi chen đôi buồn. Nửa đêm thanh vắng dịu đến công viên, đôi trẻ lạc loài trên xa lát vàng. Mùa thu yêu đương, đường vào Paris có lắm nụ hồng, có tiếng thì thầm nhưng anh chẳng cần, mình sống cho nhau. Vượt lòng đại dương, mình gặp lại đây. Sau cơn khát dài, thương nhớ bao ngày. Tình yêu trong tay quý vị nghe những cái liên khúc của anh Bằng và Lam Phương, chắc quý vị khó nhận ra đây là hai tác giả phải không ạ? Có những cái lời lẽ và nhịp điệu rất là liên kết với nhau. Và vừa rồi chúng ta đã nghe lại giọng hát của Sheila sau nhiều năm, bởi vì cô là người hát bài Tình Là Sợi Tơ đầu tiên. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cố gắng mời rất nhiều ca sĩ đã từng trình bày những ca khúc này 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí cả 50 năm về trước, sẽ trở lại để hát những ca khúc mà họ đã từng hát trước đây. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua một cái thời điểm khác của quê hương đất nước chúng ta. Tức là sau cái ngày chia đôi đất nước, thì dưới chính thể đệ nhất Cộng Hòa, cũng như những người dân ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ đó, thì cả hai nhạc sĩ Lam Phương và anh Bằng đều đã có một cái cuộc sống yên ổn để tiếp tục học vấn và sinh hoạt nghệ thuật.
Tuy nhiên, cái thời gian của những ngày thanh bình, thịnh trị và êm ấm mà chúng tôi vừa kể đã không kéo dài được bao lâu. Vì chỉ vài năm sau đó, Cộng sản miền Bắc đã chuẩn bị kế hoạch để thôn tính và xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Với sự yểm trợ của khối Cộng sản quốc tế, miền Bắc đã bắt đầu mở ra các chiến dịch đánh phá ở khắp mọi nơi. Và cùng với các thanh niên đồng trang lứa, cả hai nhạc sĩ Lam Phương và Anh Bằng đều đã phải xếp bút nghiêng theo nghiệp đao binh lên đường nhập ngũ tòng quân để nhận lãnh trách nhiệm với quốc gia dân tộc, cũng như bảo vệ nền dân chủ mà bao nhiêu người đã phải hy sinh xương máu để tạo dựng. Và cũng từ đó, những ca khúc viết về lính đã được ra đời với sự đóng góp không nhỏ của hai tác giả mà chúng ta đang vinh danh cuộc đời cùng với sự nghiệp của họ trong ngày hôm nay. Và nếu Lam Phương đã viết những bài hát ca ngợi đời quân ngũ như Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân hoặc là Đêm Dài Chiến Tuyến v.v. thì Anh Bằng cũng cho ra đời những sáng tác để mọi người hiểu được và tri ân sự hy sinh cùng những đóng góp lớn lao của những người cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho quê hương, như Đêm Nguyện Cầu, Huynh Đệ Chi Binh, Nửa Đêm Biên Giới hoặc là Gót Trinh Nhân v.v. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức hai nhạc phẩm viết cho tâm sự của những người yêu nhau trong thời chinh chiến, hay là những người lính mong gặp lại chiến hữu và đồng đội của mình. Đó là Xin Thời Gian Qua Mau của Lam Phương với tiếng hát của Hoàng Lan, và Hai Mùa Mưa của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Huyền.
trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mái trường khi âu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly, từng đêm mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh, nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu, còi đến lượt mâu đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu, đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu. Thưa quý vị, là theo sự hiểu biết của Thùy Dương đó, thì khi mà chúng ta nói về nhạc sĩ Lam Phương thì những bài hát của ông trước năm 1975 hình như là có gắn liền với Ban Kịch Sống. Điều này em không biết là có phải không chị Thanh? Thùy Dương nói rất đúng. Kính thưa quý vị, vào khoảng năm 1970 thì Ban Kịch Sống ra đời với vở kịch Bóng Ngã Giáo Đường, và nhạc phẩm Thu Sầu đã được đưa vào kịch lần đầu tiên rất là thành công, đã được mọi tầng lớp khán giả yêu thích, và từ đó mỗi vở kịch đều có một bài hát mới của nhạc sĩ Lam Phương, như là Trăm Nhớ Ngàn Thương, Nghẹn Ngào Rồi Ngày Buồn, vân vân. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc Nghẹn Ngào của nhạc sĩ Lam Phương và Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ thơ Thái Can, qua hai tiếng hát cũng đã lâu rồi vắng bóng trên sân khấu của Trung tâm Asia. Xin mời quý vị chào đón tiếng hát Thanh Lan và Anh Khoa. Đau
thương này em xin dành mang anh đi về đi cho vui lòng người ta. Ôi ai có ngờ đâu đời em là bể sâu nay tình xưa đã chết ngày vui đã tàn lòng em nát tan đời em mong gì đâu mơ mộng gì đâu. Trong mỗi duyên đầu lỡ làng lệ sâu chứa chan. Em nhớ chăng ngày xưa đôi ta nghèo thuôn xa điều yêu. Năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi tiếc thương mà chi, trông mong gì anh đi về đi, anh đi về đêm nay cho tròn cuộc vui. Thưa quý vị, nghe Thanh Lan và anh Khoa trình bày hai nhạc phẩm vừa rồi, có lẽ khó có ai có thể hát
hay hơn được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, đúng như vậy. Wow, đây là những cái bài hát mà họ đã trình bày đi trình bày lại cả hàng chục năm qua rồi thưa quý vị. Thưa quý vị, anh Nam Lộc ạ, em thường nghe anh nói rằng đó là hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương đều có những sáng tác rất là đa dạng. Thì không biết có phải là vì hai người nhạc sĩ có nhiều những cái đề tài khác nhau, họ sáng tác nhiều những cái đề tài khác nhau, ví dụ như là nói về tình yêu quê hương, đời lính chín hoặc là tình yêu đôi lứa, phải không anh? Vâng, như điều cô nói thì cũng chỉ đúng một phần thôi. Nhưng mà ý của tôi là, thưa quý vị, hai nhạc sĩ có những sáng tác đa dạng là bởi vì họ có thể soạn ra theo qua nhiều cái thể loại khác nhau, từ nhạc nhanh xuống nhạc chậm, từ nhạc sang đến nhạc mùi. Và thưa quý vị, nhạc càng mùi đó thì lại bán càng chạy. Điển hình là hai ca khúc mà quý vị sắp sửa được thưởng thức, đó là nhạc phẩm Tình Đời của Anh Bằng và Thành Phố Buồn của Lam Phương. Tôi đó, tôi biết là cô hát nhạc xến rất là hay, hát nhạc mùi rất là hay. Cô chơi thử xem nó mùi như cỡ nào. No. Yes, quý vị đồng ý ạ. Một vài câu thôi, một vài câu thôi. Cô hát một bài đi nhé. Hát bài. Bây giờ đó, nếu mà em mà hát đó, bài lúc nãy em nói bài gì? Tình bài, đời đó. Tình đời đi. Nếu mà Thùy Dương hát cái bài Tình Đời thì chắc là Nam Lộc cũng phải hát cái bài Thành Phố Buồn xem ai mùi hơn ai nào. Wow, cứ rồi cô hát trước đi. Rồi. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đến phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không? Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co. Đường... Sao vậy? Sao vậy? What happened? Tôi đang phê mà. Anh phê như nào phê, nhưng mà anh hát đến cái chữ mỏi làm em nghe em thấy hoại quá. Và đứng đây và nghe anh hát hết bài chắc chết queo. Cô này của nhà quê quá thưa quý vị. Khi mà tôi diễn tả chữ mỏi mà cô nghe hoại đó, tức là tôi làm sống bài hát lại. Có thấy không ạ? Vâng thưa quý vị, hát mỏi. Vâng, nhưng mà anyway thưa quý vị, hai nhạc phẩm này đều là những bài hát có cái số bán kỷ lục, có thể nói là số bán nhiều nhất ở Việt Nam trong trước 1975. Tôi có hỏi thăm nhạc sĩ Anh Bằng về cái số tiền mà ông thu được, thì có lẽ ông ấy sợ IRS hỏi thăm cho nên ông ấy giấu, ông chưa có công bố. Nhưng mà nhạc sĩ Lam Phương thì có nói tâm sự với tôi là chỉ có một bài Thành Phố Buồn thôi đó mà ông đã bán trên 10 triệu đồng Việt Nam. Thời đó 10 triệu đồng. Mà cô và quý vị khán giả biết là thời đó lương của một công chức cao cấp đó là có 50 ngàn một tháng thôi. Mà một bài hát bán 10 triệu đồng, nếu tôi không làm khoảng 12 triệu đồng, thì ông ấy đã thành công trong hai ca khúc này. Vâng. Và thưa quý vị, như vậy thì chắc là bây giờ đối với nhạc sĩ Lam Phương là chúng ta cần phải đổi cái bài Kiếp Nghèo thành Kiếp Giàu. Đúng như vậy. Và Thành Phố Buồn có lẽ giờ trở thành Kinh Đô Ánh Sáng Paris hay là Las Vegas, phải không thưa quý vị? Vâng. Và hôm nay hai nhạc phẩm ăn khách nhất của Lam Phương và Anh Bằng sẽ được lần lượt gửi đến quý vị qua hai giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Băng Tâm và Huỳnh Phi Tiễn. Phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui. Hỏi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng thương.
tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lắm mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Khi chót mang duyên kiếp cầm cả, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp. Mùa sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lửa thương tìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, cầu duyệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm thầm anh tiếc thương đời. Đau buồn em khóc chia vui, anh về gom góp kỷ niệm. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành buốt tâm. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không anh hoang vắng vô phương, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lắm mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn. Em
nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Thưa quý vị, thành thật nhận xét thì quý vị nghe tôi hát bài Thành Phố Buồn và ông Huỳnh Phi Tiễn, thì bây giờ tôi hỏi xem ai hát hay hơn ai thì tùy theo quý vị vỗ tay. Huỳnh Phi Tiễn hát như thế nào, quý vị vỗ tay xem. Rồi bây giờ ông Nam Lộc cũng hát Thành Phố Buồn như thế nào. Nghe ông cháu. Như vậy là nó thành công rồi đó, nhất là cái chữ mỏi của anh đó. Mà cũng tội nghiệp, mình hát như thế mà tại sao 3-40 năm rồi mà chưa ai mướn mình đi hát cả. Hy vọng ở đây, vòng vòng đây có bầu show, quý vị nhớ book nha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, một trong những cái điều thú vị nhất đối với tôi khi mà soạn những cái lời giới thiệu cho chương trình ngày hôm nay là được ngồi tâm sự với cả hai tác giả, cũng như tìm hiểu những chi tiết đặc biệt mà ít người biết đến. Và có lẽ điều làm tôi không ngạc nhiên lắm ở hai người nhạc sĩ là họ có những cái bản tình ca thắm thiết tuyệt vời để lại cho đời. Đó là cái thời điểm mà cái trái tim của họ rung động là lúc nào. Nhạc sĩ Anh Bằng thì có lẽ quý vị cũng đã rõ, ông biết yêu từ năm 18 tuổi. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Rõ ràng là như vậy phải không ạ? Vâng. Và thưa quý vị, trong khi đó thì nhạc sĩ Lam Phương lại thú nhận là vừa đúng 10 tuổi thôi thì ông đã biết thế nào là tiếng sét ái tình rồi. Úi dồi. Dạ, nhưng nó thiệt mà. Và ở tuổi 15 á, thì qua cái sáng tác đầu tiên là nhạc phẩm Chiều Thu Ấy, thì dường như chàng đã biết thế nào là vị đắng của tình yêu, cho nên đã viết duyên xưa phôi pha, sang ngang em đã quên tình ta. Wow, vâng. Thưa quý vị, gần đây tôi còn đọc được một bài nhận định của nhạc sĩ Phan Anh Dũng. Ông ấy nói về cuộc đời tình ái và những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Ông ấy viết như sau, cho phép tôi được chia sẻ với quý vị. Nhạc sĩ Phan Anh Dũng nói rằng, thành thật tri ân nhạc sĩ Lam Phương qua những sáng tác bất hủ. Cũng xin cảm ơn những người đẹp đã đi qua đời ông. Tuy không đi chọn đường tình, nhưng đã tạo nguồn cảm hứng đặc biệt làm thăng hoa tình ca Lam Phương và làm phong phú nền tân nhạc Việt Nam. Bây giờ chúng ta vỗ tay cảm ơn các bà một tí. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe một liên khúc gồm hai bản tình ca của hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương để xem ai đa sầu đa cảm hơn ai, quý vị nha. Đây là hai nhạc phẩm được viết ra sau năm 1975 nhưng vẫn còn mang những tiết tấu rất vui tươi và sống động. Liên khúc Tình Đẹp Xót Xa và Tình Đau sẽ được gửi đến quý vị và qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Cho đời quen kiếp lỡ làng.
trên ngàn, như khóc tình mơ ly tan. Có về tình cũng thở than, tình đau như chim lìa đàn. Còn đây sao em vội vàng tìm chi ngõ tối thanh thang. Buồn cho nguôi tình như nắng lên đầu non, mộng manh chết theo hoàng hôn. Một người vừa đó ân tình với ta, hoa mộng thiết tha như một bóng ma, bây giờ đã xa. Chị Thanh, thì trong mỗi một chúng ta thì ai cũng có một tình yêu đầu đời đến từ thuở học trò. Đó là những câu chuyện tình thật là đẹp, thật là lãng mạn, thật là trong trắng, tinh khiết và ngây thơ. Nhưng mà thường thì không có trọn vẹn, chị Thanh, thưa quý vị. Và ít khi nào mà tiến tới được hôn nhân. Tại vì quý vị cũng thường nghe, như là chị Thanh cũng thường nghe, là người ta hay nói là hôn nhân á, là mồ chôn của tình yêu. Nhưng mà cách đây vài ngày á, Bảo Châu có gặp một người bạn. Anh ta nói với Bảo Châu là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nhưng mà hôn nhân cũng là một mảnh đất màu mỡ, là sự đâm hoa kết trái của một tình yêu. Nhưng mà tình yêu này nó là tình yêu lén. Em nói lén là sao chị không hiểu? Đúng không ạ? Đúng không anh ạ? Anh này cười quá, chắc này anh này kinh nghiệm lắm. Và thưa quý vị, thì vì như vậy cho nên những cái mối tình học trò của chúng ta ai cũng có mối tình đầu đời như vậy, vẫn là những cái câu chuyện tình đẹp nhất. Và có khi nó là những cái câu chuyện tình bất tử trong lòng của mọi người. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Anh Bằng là một trong những nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ nhiều nhất. Bất cứ thể loại thơ nào thì ông cũng viết thành một bài nhạc
không trùng lắp và khán giả sẽ biết ngay đó là dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ mời quý vị nghe hai bài thơ Bây giờ còn nhớ hay quên và Trúc Đào của hai thi sĩ Nhất Tuấn và Nguyễn Tất Nhiên được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Hôm nay được trình bày qua hai tiếng hát tình tự quê hương. Trúc My và Đặng Thế Luân. Có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều thu lá rụng êm đềm, vàng sân lá đỏ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi dạo ấy là ngỡ ngẩn. Sáng lung linh nhìn em mười sáu như cành hoa linh. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy trâu. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ. Tám chợt nghe lạnh lùng, thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy trâu. Chiều nay nhớ ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không. Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ anh dụ em ra bão nhặt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay không, anh đem cánh phượng tô hồng má em để cho em đẹp như tiên. Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Bây giờ tìm kiếm em đâu, bây giờ thì mãi xa nhau, bây giờ
kiếm em đâu bây giờ thì mãi xa nhau. Thưa quý vị, thế rồi cơn ác mộng 30 tháng 4 đã xảy đến. Trong lúc quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đang chiến đấu anh dũng để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam, biểu tượng cho nền dân chủ của một đất nước tự do, công bình và nhân ái. Nhưng tiếc rằng qua sự sắp đặt của bàn cờ thế giới, trong cuộc chiến tự vệ, chúng ta đã không thua ở trên chiến trường mà đành bị thúc thủ trên bàn hội nghị. Và một lần nữa, hàng triệu người đã liều mình vượt chết để ra đi tìm tự do. Nhưng không phải với thân phận xa quê như cuộc di cư vào năm 1954, mà là một kiếp sống lưu vong và một đời viễn xứ. Như bao nhiêu người Việt sống ở miền Nam Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, cả hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương đang trải qua giai đoạn thành công nhất trong cuộc đời và sự nghiệp, từ hạnh phúc gia đình cho đến những bước thang danh vọng chẳng hạn, thưa quý vị. Nhưng chỉ trong một sớm một chiều, họ đã phải bỏ tất cả để ra đi với hai bàn tay trắng. Và trong lúc nhạc sĩ Anh Bằng cùng gia đình lênh đênh trên biển cả để chờ được hạm đội cứu vớt, thì Lam Phương và vợ con đã nhảy xuống một chiếc tàu hư máy tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng nhờ phép lạ, cả hai người nhạc sĩ khả ái của chúng ta đã may mắn vượt qua được mọi gian truân, trở ngại để đến được bến bờ tự do một cách bình an. Và có lẽ cũng vì thế mà trong lịch sử của nền tân nhạc Việt Nam mới có những thêm được những sáng tác để đời, ghi lại biến động của cơn đại hồng thủy 1975. Vâng, thưa quý vị, nếu như nhạc sĩ Lam Phương kể lại nỗi đớn đau của những cuộc hành trình đầy nước mắt cùng với niềm nhớ không nguôi về một quê hương đã chỉ còn trong tâm tưởng qua các nhạc phẩm như Con Tàu Định Mệnh, Chiều Tây Đô hay Chuyện Buồn Ngày Xuân, vân vân, thì bên cạnh đó, nhạc sĩ Anh Bằng đã diễn tả cuộc sống u sầu trên đất khách với bao chông gai trở ngại của những người đã phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do, với các nhạc phẩm như Căn Gác Lưu Đày, Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn, Nước Mắt Quê Hương, vân vân. Và sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị chia sẻ tâm sự của các nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương qua hai ca khúc điển hình được viết ra trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử cũng như là của đất nước Việt Nam. Đó là nhạc phẩm Cõi Buồn của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư, và Sầu Viễn Xứ sáng tác của Lam Phương qua phần trình bày của nam ca sĩ Philip Huy. Mùa thu nơi đây buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều. Nhìn thu lá bay không thiết tha giống Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, mùa thu nơi đây rất buồn, rất buồn. Trời mưa nơi đây buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều. Giọt mưa hắt hiu như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, tuổi xanh cô đơn rất buồn, rất buồn. Hoàng hôn nơi đây nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều. Chiều xa biển khơi ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều.
biết không em, biết không em, thời gian không gian rất buồn, rất buồn. Ta muốn kéo mặt trời lặng đằng đông mọc đằng tây, ta muốn giam thời gian trong trăng nơi đây đục hơn màu trắng Sài Gòn mình. Trời đêm lắm sao nhưng khác sao sáng Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, ở đây chẳng sao rất buồn, rất niềm đau
hơn những ngày còn nhau. Tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau. Ngày vui cho quê hương mình, còn một ngày xa thương em tội tình, mỏi mòn chờ tin đêm qua đêm. Một người miền xa ôm sầu viễn xứ, bước chân lạng câm sáng đi tối về, cõi buồn nghe dài lê thê. Ta xin gửi trọn niềm đau, yêu hơn những ngày còn nhau. Tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau. Tình trong phong ba chìm theo sóng gào, đời anh gian lao, tình em ua màu, chỉ còn giọt lệ cho nhau. Kính thưa quý vị, hai nhạc phẩm tiêu biểu vừa qua đã một phần nào nói lên cõi buồn cùng nỗi sầu viễn xứ của những người tị nạn Việt Nam khốn khổ đã phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi để lánh nạn cộng sản. Ra đi với hai bàn tay trắng, tất cả mọi người trong chúng ta đều phải làm lại từ đầu. Vâng, đúng như vậy. Từ những công việc lao động để nuôi sống gia đình, lo cho con cái ăn học, từ những mồ hôi nước mắt tần tảo buôn bán để xây dựng lại sự nghiệp. Và với tất cả nỗ lực trên, thì chỉ trong vòng chưa đầy hai thập niên, người Việt tị nạn của chúng ta đã vươn lên để đạt được sự thành công và hiện diện ở trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học đến thương mại, từ hành pháp đến lập pháp, từ tham chánh đến chỉ huy, từ văn hóa đến nghệ thuật, vân vân. Và cũng trên các chương trình video của Trung tâm Asia, chúng tôi đã có dịp được hân hạnh giới thiệu những gương thành công của người Việt tại hải ngoại, những vị dân cử đầu tiên, những phi hành gia đầu tiên, những vị tướng lãnh đầu tiên, vân vân. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất đặc biệt. Cô là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Hoa hậu USA tại một tiểu bang ở Hoa Kỳ, đó là tiểu bang Nebraska. Và sau đó cô đã hân hạnh hãnh diện đại diện cái tiểu bang Nebraska để tham dự giải Miss USA tại Baton Rouge, Louisiana trong tháng 7 vừa qua. Xin giới thiệu cùng quý vị cô Cung Hoàng Kim. Kính thưa quý vị, trước hết Cung Hoàng Kim xin cảm ơn ban tổ chức Asia đã mời Cung Hoàng Kim từ Nebraska bay tới California để gặp được khán giả Asia tối nay. Hoàng Kim là người thiếu nữ gốc Việt đầu tiên thắng giải Miss Nebraska USA cũng như là đại diện cho Nebraska để thi cuộc thi Hoa hậu chính lớn của Hoa Kỳ. Thì Hoàng Kim có thể chia sẻ về cái kỷ niệm này? Dạ được. Lúc nhỏ Hoàng Kim nhớ là gia đình của Hoàng Kim cũng coi cuộc thi Hoa hậu Miss USA.
Nhưng Hoàng Kim nhớ là không có thấy nhiều cô gái Á Châu đi thi, chưa nói đến cô gái Việt Nam đi thi. Nhưng cái điều này không có ngăn cản cung Hoàng Kim gì hết. Sau nhiều giờ và ngày tháng tập thể dục, trao đổi kiến thức và học hỏi rất nhiều, cung Hoàng Kim đã là cô gái Việt đầu tiên đi thi Hoa hậu Miss USA. Và bây giờ Hoàng Kim hy vọng là cô gái và em gái Việt có thể nhìn tới Hoàng Kim và tiếp theo. Tôi trước khi em hỏi tiếp, tôi cũng tập thể thao dữ lắm á, mà dạ. Sao không có ai tuyển tôi hết. Vâng. Mà đặc biệt đó thưa quý vị, là bên cạnh là đương kim Hoa hậu Nebraska, Thùy Dương còn biết là cô đang là sứ ngôn viên của một đài truyền hình của Hoa Kỳ tại Nebraska. So I know that you are a news anchor and a reporter for a local news station in Nebraska. Could you please share? Yes, I work as a reporter and fill-in anchor for NBC Nebraska. Hoàng Kim là phóng viên đài truyền hình NBC Nebraska. Và Hoàng Kim thích làm reporter vì người phóng viên tốt có thể tạo ra những phóng sự tốt đẹp và có thể thay đổi cuộc đời của người khác. Và trong tương lai thì cung Hoàng Kim hy vọng là có thể làm việc cho một cái national news network như ABC, CBS hay là NBC. SBTN. Có thể, maybe. chú có một, chú được nhiều người nhắc là cháu không những đã có một cái gương can đảm và cái sự cố gắng như vậy của một người con gái Việt Nam. Chú rất là ngưỡng mộ, nhưng mà gia đình cháu cũng lại cả cha mẹ cũng như trong gia đình bà con có lập ra một cái gọi là cái charities, không ạ? Nếu chú không lầm thì gia đình cháu hay là cháu cũng quyên tiền để giúp đỡ cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Cháu có thể nói thêm về cái hoạt động đó được không? Dạ được. Trên 10 năm nay gia đình của cung Hoàng Kim đã âm thầm giúp thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng một cái gia đình chỉ có thể làm được trong cái khả năng của họ thôi. Nên mẹ của cung Hoàng Kim là giáo sư Trần Thúy Tiên, mẹ em có cái master degree trong psychology và trong sociology. Mẹ của em nghĩ là gia đình của mình nên tạo ra một cái tổ chức bất vụ lợi tên là Legacy Organization of Vietnamese Enrichment, viết tắt là LOVE, love. Và cái tổ chức này có thể giúp uyên tiền cho thương binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Wow, vâng. Chú không biết nói gì hơn. Cháu may mắn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tất cả những tin tức cũng như là cái tấm lòng để đối với cộng đồng người Việt. Chú cảm ơn cháu, chúc cháu tiếp tục thành công và làm gương cho những người trẻ sau này. Vâng, kính chúc quý vị, Hoa hậu cung Hoàng Kim. Dạ, cảm ơn hai MC và cảm ơn Asia rất nhiều. Cảm ơn. Anh Nam Lộc ơi, em thấy là nhạc của bác Anh Bằng và chú Lam Phương, bài nào bài ấy cũng hay cả, nhưng mà hơi buồn phải không anh? Không, cái đó có lẽ là tại vì cô chưa được nghe hết cả cái kho tàng âm nhạc của hai nhạc sĩ này. Vì thực sự thì các ông viết nhạc buồn, nhưng mà ông nào cũng có rất nhiều nhạc phẩm kích động. Thậm chí ngay cả khi các ông ấy cô đơn hay là khi mà có người yêu bỏ ra đi, các ông ấy vẫn có thể viết nhạc rực được như thường, thưa quý vị. Vâng, vậy thì điển hình chắc là một liên khúc gồm hai nhạc phẩm sau đây: bản Ngày Em Đi của Lam Phương và Tâm Hồn Cô Đơn của Anh Bằng, qua phần trình bày tứ ca với sự hiện diện của Nguyên Khang, Quốc Khanh, Thế Sơn và Lê Quốc Tuấn. Thank you.
ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vang, còi vang đêm mai em về đó, lòng anh đã tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng anh ngờ rằng mình còn chiếm bao. Đường em đang đi em có nghe con tim vừa đi, chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi ấm thầm, từng đêm nối tiếp anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi ấm thầm, từng đêm nối tiếp anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Rồi đẩy mình đến giã rời, còn lại gì người yêu đã quên. Tình yêu đến như cơn mưa buồn, rồi heo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá nên ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết hồn tôi. Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa đêm hồng, người tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của các bodyguard của nhạc sĩ Anh Bằng. Và quý vị và anh Nam Lộc có đồng ý là hai nhạc sĩ của chúng ta quá hay phải không anh? Đúng như vậy. À, dù là tâm hồn cô đơn hay là ngày em đi nhưng mà vẫn dịch như thường. Tôi đố cô là tại sao mà nhạc sĩ Lam Phương lại viết bài Ngày Em Đi bằng thể điệu Tuyết Sơn? Dạ không. Tại vì ông muốn cái bà đó đi cho nó lẹ đó. thật vậy hả? Không, just kidding. Nhiều khi viết điệu slow đó mà đi chậm lắm. Dạ thưa quý vị, thì ở ngoài đời thì nhạc sĩ Anh Bằng là một người rất là vui tính, và theo lời diễn tả của nhiều thân hữu thì ông còn là một người có số đào hoa.
Anh Nam Lộc có cho Bảo Châu một bài viết do nhạc sĩ Lê Dinh viết về nhạc sĩ Anh Bằng như sau. Thì Bảo Châu xin chia sẻ với quý vị. Lời nói nào anh đưa ra cũng duyên dáng, và vì lẽ đó mà anh rất là đào hoa. Bạn bè thường bảo rằng anh có duyên ngầm, vì cái duyên đó mà có rất nhiều cô mến anh, thích anh và rồi yêu anh. Và anh cũng yêu lại người ta, nhưng anh không bỏ bê gia đình, vẫn chăm lo, săn sóc cho người vợ anh cưới từ khi còn ở miền Bắc. Chúng tôi thường hay nói anh Bằng là người ướt át nhất, và tuy là người tình cảm nhưng không hề để mất cảm tình khi phải vì hoàn cảnh chia tay với ai đó. Bởi vì anh đã nhắn nhủ qua bài Đôi Bóng là giây phút chia phôi, là thương tiếc xa xôi, chìm trong mắt trên môi một người. Wow, ngày hôm nay ngày hôm nay cô Bảo Châu và nhạc sĩ Lê Dinh lại tiết lộ thêm cái bí mật của nhạc sĩ Anh Bằng một chút nữa cho quý vị khán giả của chúng ta cùng nghe. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Đôi Bóng sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình diễn rất là đặc biệt. Nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Dinh sáng tác nhạc phẩm này năm 1963, tức là cách đây 53 năm về trước, phải không ạ? Và người ca sĩ đầu tiên trình bày bài hát này cũng như là đã xuất bản, phát hành cái đĩa nhạc đầu tiên của bài Đôi Bóng hôm nay trở lại để hát cho quý vị nghe phần trình diễn của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Xin thời gian đừng là đường ngăn cách, xin thời gian không là bước chia phôi, xin thời gian đừng xóa hình bôi mặt, xin muôn đời hai bóng vẹn chung đôi. Tình thương gửi theo gió chiều, nhờ trao đến cho người yêu, dừng sâu suốt đêm thâu, người đi đã bao lâu mà không biết tương lai về đâu. Ngày ấy đã xa lắm rồi, còn ghi nhớ trong lòng tôi là giây phút chia phôi, lời thương tiếc xa xôi, chìm trong mắt trên môi một người. Mây ơi về đâu đó, qua miền biên giới nhớ cho ta nhắn đôi lời. Quê hương ngày xưa ơi, đây người em gái vẫn yêu ai đến trọn đời, chờ người về chung xây miền Nam thêm yên vui. Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi, giờ này người đi trong gian khổ thì hoa môi không nở, ánh mắt quên tình mơ, màu tím dần lan cuối trời, hoàng hôn đã như tàn phai, vầng trăng sáng lên khơi, mình tôi đón
rơi mà thương nhớ không bao giờ nguôi. Người ơi về bên mái nhà tìm vui khúc duyên tình ca. Lòng tôi ước mai sau đẹp đôi bóng bên nhau. Chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu. Đây người em gái vẫn yêu ai đến trọn đời. Chờ người về chung xây miền Nam thêm yên vui. Ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi. Giờ này người đi trong gian khổ thì hoa môi không nở. Quên tình mơ người ơi về bên mái nhà tìm vui khúc duyên tình ca. Lòng tôi ước mai sau đẹp đôi bóng bên nhau. Chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu. Cầu cho sông núi hết cơn sầu đau. Cầu cho đôi bóng sống đời với nhau. Kính thưa quý vị, vào đầu thập niên 1980, sau khi hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, thì nhạc sĩ Lam Phương đã quyết định bỏ nước Mỹ để sang sống ở bên Pháp với gia đình của một người em. Và tôi còn nhớ là trong một lần trả lời phỏng vấn, Lam Phương, ông có nói đùa là người ta thì đi tị nạn chính trị, còn tôi thì đi tị nạn ái tình. Và cũng trong thời gian sống ở kinh thành Paris, thì ông đã có dịp gặp lại một người yêu thuở còn đi học. Nhạc sĩ Lam Phương tâm sự rằng thuở đó thì họ yêu nhau thắm thiết, thơ ngây, trong trắng của một mối tình thời niên thiếu. Nhưng mà họ cũng đã chia tay, để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp cho đến bây giờ, dù nàng đã có chồng. Và cuộc trùng phùng tại Pháp đã được đánh dấu bằng một ca khúc rất là dễ thương, nhẹ nhàng và êm ái, như nội dung của bài hát cũng như kỷ niệm của một cuộc tình thật là đẹp dù không có đoạn kết. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức. Dạ vâng. Và bài hát này ngày hôm nay sẽ được trình bày của giọng ca vừa đoạt giải nhất của cuộc thi The Dreams Asia Voice 2015 do Trung tâm Asia tổ chức. Kính thưa quý vị, cô Hoàng Kim. Còn nhớ yêu đương bên nhau lần đầu.
xuống mang theo con tim ngầm người, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu đương đời đời. Dans la vie, tout est fini. Chacun, chacun, c'est toi qui me demande, mais pour celui, elle est finie. Amour, tout me délaisse, tout enfoui. Thấy là Hoàng Kim hát quá là tuyệt vời phải không quý vị? Yes. Mà Thùy Dương cũng muốn chia sẻ thêm một chút chi tiết về người ca sĩ mới của Trung tâm Asia. Cô sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Massachusetts, mà năm nay cô mới tròn 19 tuổi. Cô đang chuẩn bị nhập học năm thứ hai trường Biology tại The University of Massachusetts. Và cô chia sẻ là cô đã bắt đầu hát từ khi mà cô 2 tuổi. Và người thần tượng của cô là nữ ca sĩ Thanh Lan. Và quý vị biết không, bên cạnh biết hát tiếng Việt, biết hát tiếng Anh, cô còn có thể hát tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Và ngoài việc hát và âm nhạc thì cô còn thích là đọc sách, vẽ tranh và nấu ăn. Kính thưa quý vị, đó là Hoàng Kim. Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình đó thì quý vị cũng biết có những câu thơ đầu tiên của các thi sĩ đã ghi vào lòng của những người yêu thơ. Câu đầu tiên ở trong bài thơ Ngập Ngừng của thi sĩ Hồ Dến: em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Đã lâu lắm rồi, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn hay, vẫn tuyệt vời trong lòng của những người yêu thi ca Việt Nam. Và nhạc sĩ Anh Bằng, thay vì em cứ hẹn, thì trong âm nhạc của ông thì lại là lời hờn trách móc của một thiếu nữ bị anh chàng cho leo cây. Nhưng mà Thùy Dương không biết chị Thanh nghĩ sao, Thùy Dương nghĩ rằng là thời buổi này đó, mà các anh mà cho các em leo cây chắc một lần thôi đó là bye bye, see you never. Anh đừng anh, em đừng em đó, các anh nhớ. Để nghe những lời trách móc hờn dỗi đó, kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát xinh đẹp của nữ ca sĩ Cát Linh.
không dỗi hờn xót xa làm ướt mi. Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề, tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình như trái mộng chính rung rinh trên đầu cành, tình như nắng lụa hóa mộng mơ. Anh cứ hẹn những anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồn đừng nên dừng bên đỗ. Anh cứ hẹn những anh đừng đến nhé, cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đều dở dang như tình mình thế thôi. Thưa quý vị, từ đầu đến giờ cứ mải mê giới thiệu chương trình, cho nên lúc mà đứng ở trong sân khấu, cô Thủy Dương có hỏi tôi bất chợt một câu làm tôi tỉnh cả người. Cô nói là hôm nay em thấy có vẻ anh miên man nói về hai nhạc sĩ Lam Phương và anh Bằng. Không biết cái động lực nào mà làm cho anh cao hứng như vậy? Thì tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị ngồi đây, cô này nói rất là đúng. Bởi vì quả thật đây là hai trong số những nhạc sĩ mà tôi rất là quý trọng. Tôi được hân hạnh quen biết anh Lam Phương từ gần 60 năm nay rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mới được gặp anh mà thôi. Còn nhạc sĩ anh Bằng thì tôi rất là ái mộ, nhưng tôi không có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ với anh cho mãi đến khi tôi hoạt động với trung tâm Asia. Nhưng mà những cái điều nói trên nó không có quan trọng bằng cái cá tính đặc biệt của hai nhân tài âm nhạc đáng mến của chúng ta. Bởi vì thưa quý vị, cả hai đều là những người rất nổi tiếng và được khán giả thương mến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng ngược lại, họ rất khiêm nhường, rất thân thiện, nếu không muốn nói là bình dân, hiền lành, giản dị. Chưa bao giờ tôi nghe một cái điều nào phiền trách về tư cách của nhạc sĩ Anh Bằng cũng như là Lam Phương. Theo tôi, cái lý do chính mà họ được mọi người yêu quý là bởi vì cả hai đều là những người biết chia sẻ và cảm thông với những cái điều khổ đau hay đặc biệt là những vết thương lòng của người khác, như là cái niềm đau của chính thân phận mình. Và thưa quý vị, với ý nghĩa đó, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức hai trong số những ca khúc thành công và được quý khán thính giả yêu thích nhất sáng tác sau năm 1975 tại hải ngoại, sẽ được trình bày qua giọng hát của nữ ca sĩ Y Phương. Đó là nhạc phẩm Em Đi Rồi của nhạc sĩ Lam Phương, viết tặng cho hoàn cảnh chia lìa của nữ ca sĩ Họa Mi. Và tiếp theo đó sẽ là nhạc phẩm Khúc Thủy Du mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc qua một bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê, qua tiếng hát của Mai Thanh Sơn. Mà theo sự nhận định của nhà văn Nguyễn Đình Toàn,
thì đây là một trong số những ca khúc phổ nhạc hay nhất trong lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, Y Phương và Mai Thanh Sơn. Cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. À, hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Anh là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia xa. Giờ về đâu? Anh là chim bói ca, em là ánh trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia xa. Thủy bây giờ về đâu? Còn xanh hay tàn theo tháng ngày, giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai. Người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim.
em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn, biết chia cùng ai nỗi buồn trên sương. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã qua chia ly. Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây, khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. Trời buồn tình ơi, thưa quý vị, trong một dịp cùng đứng điều khiển chương trình chung với lại nữ nhạc sĩ Lê Tiến Hương, chị có giới thiệu một số những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương và chị nói rằng nếu muốn biết cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương thì người ta chỉ cần lấy tất cả những sáng tác của ông từ trước đến giờ ghép lại thì nó sẽ biểu hiện được tất cả cuộc đời của ông. Dạ, quả đúng như vậy. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nhắc đến, những sáng tác đầu đời của ông từ khi còn rất trẻ với những ca khúc trong sáng mang đầy tình tự dân tộc lai láng hình ảnh quê hương, rồi những bài hát diễn tả cuộc sống đạm bạc, những ca khúc của một thời chinh chiến, sau đó là những khúc quanh đầy may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời cho đến ngày phải bỏ lại tất cả để ra đi tìm tự do. Những giây phút vất vả nhọc nhằn ở trên đất khách, tất cả đều được ông vẽ lại qua âm nhạc như là những thước phim của cuộc đời. Và có lẽ đoạn phim buồn nhất là lúc ông phải bỏ Hoa Kỳ để sang sống ở Pháp, với những bài hát mà tựa đề chỉ còn mang có một chữ mà thôi: lầm, tiếc, buồn, say, thương, mất, vân vân. Nhưng sau đó thì trái tim của ông bỗng dưng vui trở lại với những cuộc tình mới, và rồi cũng không trọn vẹn. Chính những cái biến động tình cảm có thể nói là quan trọng đó đã là nguyên nhân ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của nhạc sĩ Lam Phương. Cho đến ngày hôm nay, có lẽ là cái bài hát mà thích hợp nhất với ông trong cuộc đời của ông, đó là nhạc phẩm Một Mình, thưa quý vị.
Nhưng mà anh Nam Lộc à, bây giờ tại sao chúng ta lại phải nhắc đến những cái chuyện buồn trong khi chính nhạc sĩ Lam Phương cho biết là ông đang rất vui. Vui là khi được biết rằng tất cả rất đông đảo khán thính giả khắp mọi nơi trên thế giới đang chờ mong để được thưởng thức chương trình đặc biệt này, và nhất là ông sẽ có dịp chia sẻ các sáng tác của mình với một người bạn đồng nghiệp cùng chung chí hướng, đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Vâng, và trong tâm tình đó thì chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một trong những sáng tác đầu đời của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa với Nhật Lâm và nữ ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sáng, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca. Trôi mãi trong chiều ta tiếng tiêu buồn đêm qua, hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhẹ nhàng tiếng cười thương ngây. Nhiệt mùng đêm thâu cung hằng tranh cháy bóng phút sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, xa cho thật đều, xa cho thật nhanh, xa cho kéo kéo chẳng phải rồi. Hoan hò hoan, tiếng chảy cua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày. Dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sáng, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ trôi qua trôi mãi trong chiều ta tiếng tiêu buồn đêm qua, hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhẹ nhàng tiếng cười thơm ngây. Nhịp mùng đêm thâu cung hằng tranh trách bóng khuất sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, xa cho thật đều, xa cho thật nhanh, xa cho kéo kéo chẳng còn rồi. Khoan hò khoan, tiếng chảy cua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bông xê, hát lên đi để nồng lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Tiếng hát câu hò lớn
Thưa quý vị, nghe lại bài hát này ở bên trong sân khấu, tôi lại nhớ đến cái thời đi học của Chu Văn An. Lúc đó chúng tôi có ông giám thị, ông rất là khó, ông hay phạt chúng tôi, mà ông có bộ răng vàng rất đẹp. Cho nên làm tôi nhớ cái mỗi lần mà gặp ông là cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Mà chúng mày chọc bố mày đấy à? Nhớ mãi cái kỷ niệm đó. Em có thấy những bài hát của nhạc sĩ Lam Phương hay bị người ta đặt lời phải không? Cô biết bài nào không? Thưa quý vị, thưa với lại anh, thì em cũng nghe, em cũng hay nghe mà hát. Thì để em hát coi, em lâu quá rồi, em coi anh đúng không nha. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai nước lọc uống vô rồi nằm. Không, sai. Đâu phải không ạ quý vị? Mua chai gì ha, chai gì? Thuốc chuột. Bài này mới là nhiều người biết nè. Tôi nhớ bài này là bài gần đây mà chắc ai cũng để ý, là bài từ ngày có em về nhà mình toàn tiếng chửi thề. Vâng, thưa quý vị, thì anh Nam Lộc, suốt từ đầu chương trình tới bây giờ á, thì chúng ta nói về những điểm tương đồng của hai nhạc sĩ, anh Bằng và Lam Phương. Thì em được biết là anh rất là thân với cả hai nhạc sĩ này. Thì anh có nhận thấy là họ có những điểm gì mà khác nhau hay không? Có chứ. Tuy là không ít nhưng mà... tức không nhiều nhưng mà cũng có, thưa quý vị. Cái điểm mà đặc biệt mà rõ ràng nhất và cũng như khác biệt lớn lao nhất giữa hai nhạc sĩ mà tôi nghĩ rất ai để ý tới đó là cái vấn đề thơ phổ nhạc. Trong khi nhạc sĩ Anh Bằng có đến 200 bài nhạc phổ thơ của rất nhiều thi sĩ, nhưng mà ngược lại, Lam Phương không hề phổ một bài thơ nào cả, mặc dù ông là rất thích thơ văn, thưa quý vị. Và vâng, đúng như vậy, thưa quý vị. Thì nhạc sĩ Lam Phương có tâm sự rằng mặc dù rất là yêu thơ, nhưng ông sợ nếu như mà phổ nhạc không khéo thì sẽ làm mất đi cái hay của bài thơ, cho nên ông không dám thực hiện điều này. Vâng, đây là cái lời rất là khiêm nhường của ông. Còn một cái điểm khác biệt thứ hai cũng không kém phần quan trọng và nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề sáng tác, thưa quý vị. Đó là vấn đề hôn nhân. Như chúng ta đã chia sẻ lúc nãy, cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương về tình ái hơi lận đận. Ông đã có 3 lần đổ vỡ, để rồi bây giờ ngồi hát bản một mình. Nhưng mà trong khi đó, thì nhạc sĩ Anh Bằng may mắn hơn, bởi vì ông vẫn hiện đang sống hạnh phúc với người vợ mà ông, người vợ duy nhất, người bạn đời duy nhất mà ông đã sống chung từ hơn nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng mà ngược lại cũng chính vì thế, cho nên nhạc sĩ Lam Phương có nhiều cảm xúc để sáng tác tình ca, dù là những cảm xúc vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Trong khi nhạc sĩ Anh Bằng mặc dù rất là đào hoa, nhưng ông có cuộc sống tình cảm rất là bình lặng. Vì thế cho nên ông hay tìm cảm xúc qua những bài thơ mà ông tình cờ đọc được. Khi mà ông đọc một bài thơ nào mà ông hứng thú là ông phổ nhạc ngay, không cần biết tác giả là ai cả, thưa quý vị. Và vâng, thưa quý vị, đến điển hình đó là hai nhạc phẩm sau đây. Thì nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Phạm Thành Tài, người mà ông chưa hề quen biết hay là gặp mặt. Và cho đến khi tìm được tác giả để chia sẻ tác quyền thì nhà thơ đã ra người thiên cổ. Và thưa quý vị, nếu nhạc sĩ Lam Phương khiêm nhường, e ngại nếu mà sợ phổ nhạc không khéo sẽ là mất đi cái hay của bài thơ, thì ngược lại, hầu như bất cứ bài thơ nào mà nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc đều trở thành nổi tiếng. Thí dụ như nhạc phẩm Kỳ Diệu, Khúc Thủy Du, Chuyện Hoa Sim hay là Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về mà quý vị đã thưởng thức lúc nãy, vân vân. Và sau đây kính mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm có 2 nhạc phẩm cũng rất được nhiều người yêu thích mà nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc qua thơ của thi sĩ Phạm Thành Tài, bài Anh Còn Yêu Em với tiếng hát Diễm Liên và Anh Còn Nợ Em qua giọng hát Thế Sơn. Anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy.
mơ sương cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh ngực nở, anh còn yêu em lòng tim dạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rũ anh còn yêu em. Anh còn yêu trong giọt máu, anh còn yêu em bờ vai 16, cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em. Trong giọt máu anh còn yêu em bờ vai 16, cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm, anh còn yêu em, anh còn cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ.
còn ở em chim về núi nhạn trời. Con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Anh còn nợ em, anh còn nợ em. Ở bên Mỹ mà nợ ai mình đâu cần phải la lớn như vậy nhỉ? Tự động người ta đi tìm, không cần la người ta cũng biết mình ở đâu rồi. Vâng, thưa quý vị, qua một bài nhận định âm nhạc khi so sánh giữa hai dòng nhạc trữ tình và phổ thông đại chúng trước năm 1975 của hai nhạc sĩ miền Nam, đó là Trúc Phương và Lam Phương, thì tác giả đài bài viết đã diễn tả như sau. Nếu nhạc Trúc Phương là sản phẩm của cây đàn guitar thùng thì nhạc Lam Phương có nguồn gốc từ cây guitar phím lõm. Thưa quý vị, guitar phím lõm thường được các nhạc sĩ cổ nhạc dùng để đệm cho các bài hát cải lương. Nói một cách khác, chắc tác giả muốn nói rằng nói gió rằng là nhạc của Lam Phương có hơi hướng cổ nhạc miền Nam, nghĩa là nghe rất là mùi. Thưa quý vị, tôi có nhắc những cái điều nhận xét này với nhạc sĩ Lam Phương thì ông tỏ vẻ thích thú lắm và cho rằng đây là một lời nhận định khá chính xác. Cô thấy thế nào? Dạ, đúng như vậy đó. Thưa quý vị, nếu mà ai thích nghe hay là thích hát cải lương á, thì mà khi cất tiếng ca một vài câu đầu của những nhạc phẩm quen thuộc như là Duyên Kiếp, Đèn Khuya hoặc là Bức Tâm Thơ v.v. thì sẽ tưởng chừng như là đang thưởng thức một bài ca vọng cổ. Đúng rồi, cô là một trong những người hát được vọng cổ. Thì tôi nhân nhắc chuyện này, tôi thử hỏi cô có thể hát một đoạn nào, một bài hát nào mà cô hát thành vọng cổ được không? Tại vì cô vừa đồng ý xong mà. Báo ạ. Nhưng mà em sợ anh Lâm vướng la em sao? Không, ông ấy đồng ý, ông đồng ý với lời nhận định này mà. Nhé, đâu, cô biểu diễn thử sao? Xuống sề mà cô coi. Xuống sề. Anh này cũng phải xuống sề mà xuống hò được không? Thế nào cũng được, miễn là ra vọng cổ thôi. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Wow! Hay quá! Cảm ơn quý vị. Tuy nhiên, thưa quý vị, gần đây đó thì có nhiều người lại nhận xét khác. Họ nói rằng những bản nhạc của nhạc sĩ Lam Phương viết sau này, thí dụ như là Cho em quên tuổi Ngọc, Em đi rồi hay là Tình đau vân vân, thì trong một chừng mực nào đó nó đã dần dần mất đi những ảnh hưởng và những hình ảnh của dân ca Nam Bộ mà bắt đầu nghe như là nhạc Âu Mỹ vậy. Thưa quý vị, những cái lời lẽ chân tình và mộc mạc từ từ nó cũng đã không còn nữa. Thì không biết là quý vị và Ngọc Lan Thanh có đồng ý hay không? Dạ, thưa quý vị, cho dù đồng ý hay không, có lẽ bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe một liên khúc gồm hai sáng tác trước và sau năm 1975 của nhạc sĩ Lam Phương để cùng tự đưa ra lời nhận định. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Duyên Kiếp, viết tại Sài Gòn năm 1955, và bài Cổ Úa, sáng tác ở Paris vào năm 1986, tức là hơn 30 năm sau, qua phần trình bày của đôi Uyên Ương Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh. Thank you.
mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu? Mong chờ duyên kịp đưa lối bắc cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau. Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen. Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng. Anh ơi nhớ chẳng thua ấy. Mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười. Nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai. Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay mênh nồng, màu trắng thân ta quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Chiều trên đồi anh làm thơ, có biết tương tư vàng uống. Mộng dẹp theo đàn bên người mơ. Mai biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi thân tiên xa vời, tình đã như vôi mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương điều mà Thùy Dương rất là khâm phục về nhạc sĩ Anh Bằng là ông đã bị
lãng tai từ lâu, nhưng ông vẫn sáng tác không ngừng nghỉ. Nhất là khi mà ông đem ý thơ vào trong nhạc, mà hay là không có một cái bài nhạc nào giống bài nhạc nào hết. Từ một cái bài thơ buồn, ông đưa vào cái dòng nhạc tươi sáng và nó lại có cái hơi hướm của một cái chất Huế lãng mạn, mang mát buồn ở trong đó. Vâng, thưa vậy thì bây giờ chị Ngọc Đan Thanh và Thùy Dương xin kính mời quý vị nghe lời than thở của những người yêu nhau nhưng lại phải xa nhau qua hai bài hát Mai Tôi Đi, phổ thơ của thi sĩ Nguyên Sa, và Từ Độ Ánh Trăng Tan, phổ thơ Đặng Hiền của nhạc sĩ Anh Bằng. Mà đặc biệt là chị Thi Vân có chia sẻ là đối với nhạc phẩm Từ Độ Ánh Trăng Tan thì bác Anh Bằng trong thời gian đó là đang lái xe đi Half Moon Bay, thì tự nhiên thấy phong cảnh, lấy cảm hứng để mà sáng tác những lời nhạc cho bài thơ của Đặng Hiền. Và cả hai ca khúc này ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của các ca sĩ Lâm Thúy Vân và Gia Huy. Trời dâng mưa lũ, mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội, nhưng chẳng thế nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi theo tháng ngày, cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.
sao nhớ nhung rồi sẽ mờ, muôn vàn ưu sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau, muôn vàn ưu sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Dáng em nhẹ gót bước qua thềm, buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm, sầu như mắt em làm rét mướt tình yêu. Thôi mình lỡ mất nhau rồi, nát đi hy vọng ban đầu, nụ cười tươi thắm ngày em bỏ tôi đi lấy chồng. Tôi trở về hát muôn bay, đến từng con sóng biển, đến từng nỗi ưu phiền, lòng buồn như sương mù từ độ ánh trăng ta. Tưởng như đã quên mà nhớ đến bao giờ, tình yêu thủy tinh rơi vụn vỡ trong tim, từng đêm gió mưa hồn chấp cánh tim em. Gió mưa.
vâng, thưa quý vị, thì trong số những nhạc phẩm viết về quê hương và tình yêu quê hương của nhạc sĩ Lam Phương trong cuối thập niên 50 thì có một nhạc phẩm mà ông đã lấy cảm hứng từ cuộc di cư vĩ đại của hơn 1 triệu người miền Bắc đã vì lý tưởng tự do, vì một ước mơ đơn sơ và chân thật để mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, bình yên, tự do, no ấm và thông cảm với những ưu tư khi phải bỏ lại quê cha đất tổ, bỏ lại tình tự làng quê, họ hàng ruột thịt của đồng bào miền Bắc để đi đến một vùng đất lạ. Thì nhạc sĩ Lam Phương đã vẽ ra một quê hương mới, tươi đẹp, thanh bình, một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc, chan hòa, tình người và nhất là một vòng tay thân ái của người miền Nam khi mà đón nhận những đồng bào miền Bắc. Ước mơ cùng nhau xây dựng một quê hương thanh bình. Và thưa quý vị, đặc biệt là trong nhạc phẩm mà chị Bảo Châu mới chia sẻ với quý vị, ông đã viết để dành riêng cho tuổi trẻ. Chúng ta thường nghe nhạc phẩm này trong những buổi cấm trại, sinh hoạt hướng đạo chẳng hạn, và đặc biệt gói ghém trong thông điệp là một đất nước tự do, no ấm. Nhạc phẩm Đoàn Người Lứ Thứ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của Lê Quốc Tuấn, Y Phương và Diễm Liên. Rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa. Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi, dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi, mây thâu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu. Dừng ơi trăng sáng thêm vui, tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường, nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây no ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao, biển rộng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh đùa hót đón mừng đoàn ta trở về. Về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi, dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Giờ đau thương tràn khắp đồng sâu. Rừng ơi trăng sáng la lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây no ấm bác ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao,
ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về, chim xanh đua hót đón mừng ngày về. Thưa quý vị, ở trên đời này có lẽ người mẹ nào cũng giống nhau. Tình yêu của một bà mẹ dành cho con bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều bao la, rộng lượng, vô bờ bến. Tuy nhiên, theo nhà văn Trần Trung Đạo, thì người mẹ Việt Nam có những điểm khác biệt. Bà mẹ Việt Nam ngoài là biểu tượng cho nét đẹp quê hương, đất nước, còn là những hình ảnh đầy thương tích của chiến tranh, tủi buồn của dân tộc, nói lên sự chịu đựng khổ cực không thể đo lường nổi. Nhạc sĩ Lam Phương đã sống với mẹ trong hoàn cảnh đó. Không có người cha ở bên cạnh, mẹ của ông một mình đã tần tảo để nuôi 6 đứa con. Và vì vậy, ông đã viết nên nhiều ca khúc để diễn tả tình thương dành cho mẹ như Đèn Khuya, Khóc Mẹ hoặc là Tạ Ơn Mẹ, vân vân. Còn đối với nhạc sĩ Anh Bằng thì ông vẫn thường nói với chúng tôi là người ta có thể có nhiều mối tình hay nhiều cuộc tình, nhưng tình mẫu tử chỉ có một và duy nhất mà thôi. Trường hợp của ông thì vì hoàn cảnh chiến tranh nên thường phải sống xa mẹ của mình. Cách đây không lâu, ông có sáng tác một ca khúc nói về mẹ, dựa vào ý thơ cùng tâm sự của một người tị nạn cô đơn khi được tin người mẹ hiền yêu dấu vừa chết ở quê nhà. Kính thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Khóc Mẹ Đêm Mưa sẽ được trình bày gửi đến quý vị qua giọng hát truyền cảm của nam ca sĩ Đan Nguyên. Khóc giữa đêm mưa khi hình mẹ hiền về năm khói lửa, giặc đêm đêm về quê ta vay khôn bắt cha đi, mẹ khóc suốt đêm buồn, ôi thương mẹ vất vả sống nuôi con, đi vội về sợ con thơ ngóng chờ, nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa, ngã trên đường tức tuổi chết trong mưa. Mẹ ơi mẹ ơi, ta chiêm bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm băng. Mẹ ơi mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng giữa mộ phần trên vua. Con lang thang giữa đời quanh hiếu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà, con quê mẹ xa nửa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi, đêm tha hương con gục đau tưởng nhớ, trên đời này mẹ con không gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Con khóc giữa đêm mưa. Mẹ ơi mẹ ơi, tan chiêm bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm. Trên vuông đất quê hương, con lang thang giữa đời quanh hiếu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà,
con quê mẹ xa nửa vòng thế giới. Con không về từ ngày mẹ ra đi, đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ. Trên đời này mẹ con không gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Mẹ ơi mẹ, con khóc giữa đêm. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã chấm dứt trên quê hương chúng ta từ hơn 40 năm qua, nhưng nó để lại biết bao nhiêu là hệ lụy cùng những nỗi buồn muôn thuở và những mất mát ước vọng của tuổi thanh xuân. Hàng chục triệu người đã nát tan sự nghiệp, hàng triệu gia đình ly tán, hàng trăm ngàn người nằm sâu trong lòng biển cả trên đường tìm tự do, hàng trăm ngàn người khác phải chịu cảnh tù đầy cùng với biết bao nhiêu nỗi nhục nhằn, tức tưởi của các chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa kể từ ngày phải buông súng chia tay đồng đội nơi trận tuyến. Và thưa quý vị, hầu như ai trong chúng ta cũng đều mang một cảm xúc, một nỗi buồn sau cuộc chiến. Nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã chia sẻ tâm tư của ông trong một sáng tác mới nhất qua nhạc phẩm Nỗi buồn sau cuộc chiến, phổ thơ Đỗ Tiến Đức. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua phần trình bày của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Anh không còn đôi chân lướt trên sàn khiêu vũ, anh không còn đôi tay gối đầu đêm em ngủ, anh không toàn hình hài sống trên đường trên phố. Đời anh như nắm mộ chôn xa khô. Anh không còn con tim nóng như ngày xưa đó, em không còn theo anh chiến trường nếm gian khổ. Anh bây giờ chỉ còn đẫm linh hồn nước mắt, tình yêu thương vẫn đầy dâng nước nó. Thuyền thần mũ đỏ là mũ xanh oai hùng, bên thủy anh trấn thủ. Anh là lính hải quân, là nghĩa quân gian khổ, là mũ nâu tung hoành bao sống chết còn. Anh không còn đôi chân với em chiều đi phố, anh không còn đôi tay khoác vòng eo em nhỏ. Anh bây giờ là người phế nhân vì tổ quốc, buồn vui anh vẫn cười qua kiếp. Thank you.
thân mũ đỏ là mũ xanh oai hùng, bên thủy anh chân thủ. Anh là lính hải quân, là nghĩa quân gian khổ, là mũ nâu tung hoành bao sống chết coi khinh. Anh không còn đôi chân với em chiều đi phố, anh không còn đôi tay khoác vòng eo em nhỏ, anh bây giờ là người phế nhân vì tổ quốc. Buồn vui anh vẫn cười qua kiếp này, buồn vui anh vẫn cười qua kiếp. Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Nỗi buồn sau cuộc chiến, sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Anh Bằng. Tuy nhiên, dù cuộc chiến vũ khí đã chấm dứt từ hơn 40 năm qua, nhưng chiến tranh ý thức hệ vẫn còn tiếp diễn, cho đến khi Đảng Cộng sản không còn ngự trị trên quê hương đất nước của chúng ta. Thưa quý vị, từ đầu của chương trình cho đến bây giờ, qua các sáng tác của hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương, thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều đồng ý một điều rằng là đây là hai người nhạc sĩ mà họ đã sống trọn tình, trọn nghĩa với theo dòng đời nổi trôi của đất nước suốt hơn 60 năm qua, kể từ lúc trưởng thành. Và cho đến hôm nay, mặc dù là đang bước vào thời gian hoàng hôn của cuộc đời, nhưng cả hai vẫn luôn đoái hoài đến quê hương, băng khoăng về đất nước. Tôi còn nhớ vài năm trước đây, nhạc sĩ Lam Phương có viết một bài hát để ca ngợi, cùng nói lên tâm tư của mình đối với những người đã dấn thân về nước đấu tranh. Đó là nhạc phẩm Còn Anh Em Tôi Đây. Về phần nhạc sĩ Anh Bằng thì gần đây, với những biến động đang xảy ra ở quê nhà, chúng ta đã được nghe một số các sáng tác mới của ông như là Phải Lên Tiếng hoặc là Cả Nước Đấu Tranh, vân vân. Nói về ca khúc Phải Lên Tiếng, ăn là để sống, sống là để đấu tranh cho kiếp sống. Đó là câu nhật tụng thường ngày của một cuộc sống hoặc của một kiếp người. Tôi, Thượng Đế đã cho, đang đứng ở cái tuổi 90, trừ cái lớp tuổi ấu thơ và tuổi thượng thọ, còn lại là cả một chuỗi ngày sống với đấu tranh và đấu tranh cho kiếp sống. Từ thuở thiếu niên, tôi đã phải bước chân ra tù vào khám, đã phải cầm súng, xông pha nơi chiến tuyến, tiến lên cho một cuộc sống vinh quang, đầy mơ ước. Tôi, từ khi biết cầm cây viết để viết nhạc, đã phải sáng tác những ca khúc đấu tranh, có khi là phải viết cả đêm cả ngày. Những ca khúc chiến đấu, tôi và nhóm Lê Minh Bảng đã viết tổng cộng chừng gần 40 ca khúc. Thưa quý vị, và cũng chính những ca khúc thay cho lời thúc giục đó mà thế hệ trẻ của người Việt dù ở hải ngoại hay là ở trong nước cũng nhận thức được giá trị của tự do, của dân chủ và nhân quyền, thể hiện qua biểu tượng lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ tự do. Và
Như lời mục sư Luther King đã nói, freedom is not free. Cuộc chiến bảo vệ cho tự do tại đất nước Việt Nam đã phải đổi bằng hơn 50.000 nhân mạng của các tử sĩ Hoa Kỳ cùng đồng minh và hơn 300.000 người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, hiểu được giá trị cùng các ý nghĩa trên, trong một cuộc thi Hoa hậu quốc tế có tên là Biển Xanh diễn ra tại Atlantic City, hai trong số các thí sinh tham dự đã tự động giương cao ngọn cờ vàng cùng quốc kỳ của nước Mỹ như một lời nhắc nhở cho mọi người về giá trị của hai chữ tự do, mặc dù sau đó họ đã bị ban tổ chức loại ra khỏi cuộc thi chỉ vì hành động ái quốc của họ mà thôi. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sự xuất hiện đặc biệt của hai thí sinh Hoa hậu nói trên, cô Ông Thanh Xuân và cô Bùi Thị Liễu. Trước hết các cháu gửi lời chào quý vị khán giả đi nghe tiếng Việt được chứ hả? Dạ. Cháu tên là gì? Cháu giới thiệu quý vị. Dạ, kính thưa... Cháu để sát vào nhé. Dạ, kính thưa chú Nam Lập và chị Thị Dương và quý Đạm Hương, tên em là ông Thanh Xuân. Dạ, kính thưa chú Nam Lập, chị Thị Dương và các quý vị đồng hương ở đây, em tên là Bùi Thị Thúy Liễu. Bây giờ thì có lẽ nhờ ông Thanh Xuân, cháu có thể nói sơ qua về cái lý do, về những cái công việc mà cháu đã làm trong ngày hôm đó. Dạ, thưa chú và thưa chị và cũng thưa quý đồng hương. dạ. Quý vị làm cháu nó hơi khớp. Sơ kê cháu cứ bình tĩnh mà run thôi, không ra đâu. Dạ, thì thưa quý vị, ngày đó là ngày độc lập của Việt, Hoa Kỳ. Và em và Liễu cùng tại B1TV Houston được ban tổ chức mời đến Atlantic City để tham dự cuộc thi Hoa hậu Biển Xanh 2015. Và lúc đó là rạng sáng, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, và trong cuộc thi bikini thì hai em tung bay lá cờ của nước Mỹ và vàng ba sọc đỏ trên sân khấu, vì em yêu lá cờ, em yêu tự do và em mong muốn quê hương Việt Nam được có cuộc sống tự do, dân chủ với nhân quyền. Và và để người dân được có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Cảm ơn cháu. Vâng. Thế còn cháu thì có thể chia sẻ với quý vị khán giả cái chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó? Dạ, kính thưa chú, thưa chị cùng các cô chú, anh chị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thì ngày hôm đó khi mà em và Joanna tung bay hai lá cờ trên sân khấu thì đã bị ban tổ chức la và nói là nếu như tụi em còn mang bất cứ thứ gì lên nữa thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nhưng mà chúng em không có lo sợ gì vì nghĩ là mình không có làm gì sai hết. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do mà rất nhiều quốc gia cũng như các tiểu bang trên Hoa Kỳ đã công nhận, và chính tiểu bang New Jersey đã công nhận vào năm 2004. Nhân cơ hội này thì em cũng có một lời kêu gọi đến tất cả các bạn trẻ là hãy cùng chúng em, cùng đài BYN, SBTN, Trung tâm Asia, là hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình và hãy tự hào quan tâm đến xã hội Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, vì có như vậy thì chúng ta mới giúp cho đất nước ngày càng thăng tiến và phát triển. Chúng em xin cảm ơn. Wow. Chúng tôi nghĩ rằng hai cháu đã rất là cố gắng. Khi mời lên đây thì chúng tôi có nói các cháu là nếu không diễn tả được tiếng Việt thì cứ nói tiếng Anh. Nhưng mà các cháu đã cố gắng bộc lộ được cái tư tưởng của mình. Tôi nghĩ rằng đây cũng là công lao dẫn dắt của cha mẹ, của phụ huynh,
Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ và cũng đã hiểu được cái tâm trạng của những người viễn xứ, và đặc biệt là chúng ta truyền đạt lại cho thế hệ sau. Một ngày nào đó chúng ta không còn trên cõi đời này, thì đây chính là những hy vọng cho chúng ta một ngày về lại một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền. Xin thay mặt tất cả quý vị khán giả, chú cảm ơn các cháu và cảm ơn cha mẹ các cháu. Chúc các cháu luôn luôn giữ cái tinh thần của người Việt và luôn luôn tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Và nhớ đừng bao giờ khuất phục bất cứ ai để có thể give up cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta nhé. Cảm ơn chú, cảm ơn mọi người. So cute. Quá là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, tất cả những nỗ lực nói trên đều không ngoài mục đích là mong cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm thay đổi để mọi người đều có thể trở về trên quê hương, sống một cuộc đời bình thường như hầu hết những người dân của các quốc gia tự do, dân chủ, phú cường ở trên thế giới. Trong tiểu tê đô, tôi viết hai câu cuối cùng là bà Tàu đưa ta đi, Tàu sẽ đón ta hồi hương, tay tôi sống lại yêu thương. Đó là giấc mơ từ lúc đầu và tới bây giờ đại bối chung năm rồi. Cũng như trong bài Tình về quê hương, giấc mơ rất là đơn giản. Tôi mơ về thấy những con đường chân gần trà xanh, mơ những đại lộ thanh thang để mình trong đó có hình ảnh của mình. Đó là giấc mơ rất tầm thường. Nhưng mà tôi bây giờ 40 năm rồi, tôi vẫn chưa tìm được. Tôi mong ngày nào đó những người còn lại nếu có được ngày vui đó, xin đốt cho tôi một nơi hương, kêu tôi về để tôi cùng chia sẻ cái niềm vui đó cho quý vị. Tôi chắc mong ngày đó. Và trong hoàn cảnh đó thì sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tâm sự của nhạc sĩ Lam Phương qua một sáng tác nói lên niềm mong ước của chính ông cùng những người viễn xứ. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Đường về quê hương. Ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát Tuấn Vũ và Ngọc Huyền. Trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng trẻ thơ, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ước mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc quá để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Tưởng chừng ngày qua đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới
trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bàn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng xoáy đá, mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tưng bừng đón ta về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, quê hương ơi, Việt Nam. Đang bước vào những giây phút cuối cùng của chương trình. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ với gần 40 nhạc phẩm được sáng tác bởi hai vị nhạc sĩ khả kính của nền âm nhạc Việt Nam liên tục từ hơn 60 năm qua. Thưa anh Nam Lộc, là em thật sự là không thể nào tưởng tượng được cái sức sáng tạo, sự minh mẫn cũng như là ý chí của các nhạc sĩ là bác Anh Bằng và nhạc sĩ Lam Phương. Nó phải mạnh mẽ như thế nào mới làm được cái điều này, kính thưa quý vị? Mà có lẽ chúng ta phải dùng một cái chữ mà tiếng Anh mà Thùy Dương hiểu được, đó là extraordinary. They are simply extraordinary. Mà không biết là dịch tiếng Việt như nào anh? Có lẽ là phải dùng chữ phi thường. Phi thường phải không thưa quý vị? Bởi vì thưa quý vị, thì quý vị nhớ rằng 40 ca khúc mà chúng ta nghe ngày hôm nay đó chỉ mới thể hiện có 5% những gì, những sáng tác của hai nhạc sĩ cộng lại. Nói một cách khác là cả hai đã để lại cho đời trên 800 nhạc phẩm. Và có một điều phi thường hơn nữa là cái tình trạng sức khỏe của hai nhạc sĩ đều không khả quan. Nhạc sĩ Lam Phương thì như quý vị cũng đã biết, ông đã không sử dụng được cánh tay phải của mình sau cơn đột quỵ cách đây 15 năm về trước. Còn nhạc sĩ Anh Bằng thì đã bị mất thính giác từ lâu. Ấy thế mà họ vẫn tiếp tục sáng tác, vẫn tiếp tục sinh hoạt nghệ thuật. Và đúng vậy thưa quý vị, một người không cầm viết được, một người thì không còn nghe được, mà vẫn sáng tác nhạc, quả thật là hiếm có ở trên cõi đời này. Và trong niềm cảm phục đó, và cũng để kết thúc chương trình Dòng Nhạc Anh Bằng và Lam Phương, thì chúng tôi kính mời quý vị cùng chia sẻ và thưởng thức một liên khúc phản ánh trung thực khuynh hướng sáng tác cùng nguyên thủy tâm hồn, yêu người, yêu đời, yêu quê hương đất nước của hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lam Phương. Kính thưa quý vị, và đó là các nhạc phẩm Tình Yêu Tuyệt Vời và Yêu Nhau Bốn Mùa qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Anh Vi và toàn thể ca nhạc sĩ hiện diện trong chương trình ngày hôm nay.
ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô. Có những lúc đường hoang khuya vắng nhưng nghe lòng đầy giấc mơ. Tình yêu ngờ tan bóng như khói lam, bóng đau tình đi đến bên ta thì thầm. Người yêu ngờ như chim bay rất xa, bóng đau về đây liễu lo cho vòng ta. Và thu đi rồi thắm gió đông về, cần cây khô chờ đón anh chẳng thề. Rừng ấm thầm buồn khi xa lạ, mưa tuyết đông nhìn mấy lang thang. Tình cả vang mình sống với cây đàn, bàn đôi ta là rõ lối mây ngàn. Còn đất trời còn chẳng yêu nữa, ta mãi hoài bài hát yêu đương. Come on! Một đời yêu nhau, gió mưa qua thật mau. Mùa xuân thắm mắt ôm mình yêu trên đồi nắng. Rồi hè lại sang, nắng thiêu con đường hoang. Số 77, chủ đề dòng nhạc Lam Phương và Anh Bằng do Trung tâm Asia thực hiện. Đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự hiện diện cùng với sự theo dõi của toàn thể quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. We have had an amazing time and we hope you've had too. Mình đi trên tuyến sao nghe hồn đầy ấm êm. Có như lúc ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô. Có như lúc đường hoang khuya vắng nhưng nghe lòng đầy giấc mơ. Tình yêu ngờ tan bóng như khói lam, bóng đau tình đi đến bên ta thì thầm. Người yêu ngờ như chưa.